Tiếp theo ta sẽ cùng tìm hiểu một số dạng phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thì các em cũng đã biết cách giải. Đó là chúng ta sẽ đặt điều kiện để các phân thức xác định, sau đó chúng ta sẽ quy đồng rồi giải phương trình từ thức bằng 0. Đó là cách giải cơ bản của phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nhưng ở đây thầy muốn giới thiệu cho các em một số các phương pháp khác để ta giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương pháp điển hình đó là đặt ẩn phụ. Để đặt ẩn phụ, các em nhìn xem là đại lượng hay là bộ phận nào nó lặp lại. Ta thấy ngay bộ phận lặp lại nhiều lần ở đây, đó chính là x bình chứa x. Thì ta sẽ đặt x bình chứa x bằng t. Thì phương trình sẽ trở thành t trên t cộng 1 trừ đi t cộng 2 trên t trừ 2 bằng 1. Đến đây ta sẽ thực hiện nhân chéo. Và ta giải ra được x bằng bao nhiêu thì ta phải xem là nó có thỏa mãn phương trình này không. Bài toán tiếp theo, bài toán này ta sẽ đặt ẩn phụ như thế nào? Đại lượng nào nó lặp lại nhiều lần? Ta thấy ngay nó chính là 3x bình cộng 2. Thì ta sẽ chưa đặt 3x bình cộng 2 là ẩn t vội, bởi vì khi đó vẫn còn ẩn x ở đây. Thì để làm mất ẩn x đi, thì thầy sẽ chia cả tử và mẫu cho x. Bởi vì là x bằng 0 nó không là nghiệm của phương trình này. Thì thầy được là 2 trên 3x trừ 1 cộng 2 trên x trừ đi 7 trên 3x cộng 5 cộng 2 trên x bằng 1. Đến đây thì thầy sẽ đặt 3x cộng 2 trên x bằng t. Thì phương trình nó sẽ trở thành là 2 trên t trừ 1 trừ đi 7 trên t cộng 5 bằng 1. Đó, đến đây ta lại giải tiếp t và từ đó tìm được x. Tìm được x thì lại thay vào phương trình ban đầu xem nó có thỏa mãn hay không. Bài toán này thì thầy cần các em chú ý một điều, đó là ta phải chia cả tử và mẫu cho x. Khử đi x ở đây, ta sẽ còn lại các hệ số tự do. Tiếp theo ta sẽ cùng tìm hiểu một số dạng phương trình vô tỉ. Các em hãy nhìn vào phương trình căn x trừ 5 bằng x trừ 7. Để giải phương trình này thì chúng ta luôn luôn là có nhu cầu là bình phương cả hai vế phương trình lên. Nhưng mà với phương trình vô tỉ hay là phương trình chứa ẩn ở mẫu ở phần trước thì ta luôn phải chú ý đến điều kiện xác định của các biểu thức. Ở đây là biểu thức căn x trừ 5, nó xác định khi x lớn hơn bằng 5. Việc giải điều kiện x trừ 5 lớn hơn là bằng 0 nó tương đối đơn giản, thì ta có thể viết ngay là x lớn hơn bằng 5. Khi này thì ta sẽ bình phương hai vế của 1, ta được là x trừ 5 bằng x trừ 7 bình phương. Nó sẽ tương đương với x trừ 5 bằng x bình trừ đi 14x cộng 49, hay là chính là x bình trừ 15x cộng 54 bằng 0. Ta giải được x bằng 9 hoặc là x bằng 6. Vậy thì có phải chăng là phương trình này nó có hai nghiệm x bằng 9, x bằng 6? Không phải như vậy, bởi vì ta thay vào đây thì ta thấy ngay là x bằng 6 nó không thỏa mãn, chỉ có x bằng 9 thỏa mãn thôi. Chứng tỏ là gì? Phương trình x trừ 5 bằng x trừ 7 bình phương nó không tương đương với phương trình ban đầu. Và đến bước giải ra nghiệm này, ta phải thay các giá trị tìm được vào phương trình ban đầu để kết luận. Phương trình này nó chỉ có một nghiệm thôi, thầy muốn lưu ý cho các em là như vậy. Ngoài việc là ta thử nghiệm tìm được vào phương trình ban đầu, thì ta có thể làm chặt thêm điều kiện của phương trình. Để phương trình này có nghiệm thì x trừ 7 nó phải lớn hơn bằng 0, bởi vì nó bằng căn của x trừ 5 lớn hơn bằng 0. Như vậy thì x nó phải lớn hơn bằng 7. Đến đây thì so sánh với điều kiện lớn hơn bằng 7 thì chỉ có x bằng 9 thỏa mãn. Bài này, nếu chúng ta đặt ẩn phụ thì sao? Ta đặt ẩn phụ căn x trừ 5 bằng y, y phải lớn hơn bằng 0. Thì phương trình này ta sẽ đưa về vần y như thế nào? X trừ 7 khi đó nó sẽ biểu diễn theo y như thế nào? X trừ 7 nó sẽ bằng x trừ 5 và trừ đi 2. X trừ 5 nó chính là y bình phương,
Như vậy x trừ 7 nó sẽ là y bình trừ 2. Vậy thì phương trình 1 nó sẽ trở thành y bằng y bình trừ 2. Ta giải ra được y bằng 2 hoặc với y bằng âm 1. Y bằng âm 1 ta loại ngay vì y phải lớn hơn bằng 0. Như vậy ta có là căn x trừ 5 bằng 2 và ta giải ra được x phải bằng 9. Đó, ta thấy được lợi thế của việc đặt ẩn phụ là căn thức như thế này sẽ hạn chế được việc thừa nghiệm. Bài tiếp theo, căn 3x cộng 7 trừ căn x cộng 1 bằng 2. Điều kiện để các căn thức có nghĩa là gì? 3x cộng 7 lớn bằng 0, x cộng 1 lớn bằng 0. Giải x theo các điều kiện này thì ta được x phải lớn hơn bằng âm 1. Để giải phương trình này thì ta luôn có nhu cầu là khử căn bằng cách là bình phương. Thì với các dạng phương trình như thế này sẽ không bình phương ngay cả hai vế mà ta sẽ thường chuyển một căn về vế bên phải. Căn 3x cộng 7 bằng 2 cộng với căn x cộng 1. Khi chuyển như thế này thì ta bình phương cả hai vế lên thì ta được biểu thức gọn hơn rất nhiều. Nó là 3x cộng 7 bằng x cộng 5 cộng 4 căn x cộng 1. Và rút gọn ta được là x cộng 1 bằng 2 căn x cộng 1. Đến đây ta lại bình phương cả hai vế lên. Ta bình phương được bởi vì là x cộng 1 lớn bằng 0. Điều kiện ở đây, khi bình phương của hai vế một phương trình, ta được một phương trình tương đương với phương trình ban đầu khi và chỉ khi là cả hai vế nó phải lớn hơn bằng 0. Ở bài trước cũng như vậy, nhiều bạn mắc sai lầm là bởi vì bình phương cả hai vế nhưng mà hai vế nó chưa cùng lớn hơn bằng 0. Còn nếu trong trường hợp mà ta không chắc chắn cả hai vế đều cùng dương thì phương trình nhận được của chúng ta chỉ là một phương trình hệ quả thôi. Khi đó thì giải ra x ta phải thay vào phương trình ban đầu để kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không. Giải phương trình này rất đơn giản, ta đưa về phương trình tích, nó sẽ có dạng là x trừ 1 nhân x trừ 3 bằng 0. Kết quả nhận được là x bằng 1 và x bằng 3, nó đều thỏa mãn x lớn hơn bằng 1. Bài toán này, dưới phương pháp đặt ẩn phụ thì ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ đặt hai căn này, mỗi căn là một ẩn. Đặt A bằng căn của 3x cộng 7, B bằng căn x cộng 1. Thì phương trình ban đầu nó sẽ trở thành là A trừ B bằng 2. Ta sẽ tìm thêm một ràng buộc nữa của A và B và ta đưa về một hệ hai phương trình hai ẩn. Tìm ràng buộc nữa như thế nào? Thì khi ta bình phương lên, ta được là gì? Chú ý ở đây là A và B đều phải lớn bằng 0. Ta bình phương lên ta được là A bình sẽ bằng 3x cộng 7. Biến đổi 3x cộng 7 theo x cộng 1. Thì nó sẽ bằng 3x cộng 3 cộng với 4. 3x cộng 3 chính là 3x cộng 1 cộng 4. 3x cộng 1 nó chính là 3 lần b bình phương. Như vậy a bình sẽ bằng 3b bình cộng 4. Như vậy thì ta đã được hai ràng buộc của a và b, a trừ b bằng 2 và a bình bằng 3b bình phương cộng 4. Đến đây ta sử dụng phương pháp thế để giải phương trình này. A trừ b bằng 2 tức là a sẽ bằng b cộng 2. Từ hai điều này ta sẽ có là b cộng 2 bình phương sẽ bằng 3b bình cộng 4. Đây là một phương trình bậc 2 một ẩn, ẩn b. Ta giải ngay được b bằng 0 hoặc b bằng 2. Và hai giá trị này nó đều thỏa mãn b lớn hơn bằng 0. Với b bằng 0 tức là x cộng 1 bằng 0. Với b bằng 0 thì căn x cộng 1 bằng 0 tức là x bằng âm 1. Với b bằng 2 thì căn x cộng 1 bằng 2 x bằng 3. Ở đây thầy giới thiệu phương pháp đặt ẩn phụ này, nó áp dụng bài toán này có thể là không thực sự cần thiết, nhưng mà nó đưa cho chúng ta một cách nhìn khác về bài toán phương trình vô tỉ. Và chúng ta sẽ áp dụng cách này vào nhiều bài toán khác. Ví dụ như bài toán sau: căn bậc 3 của x cộng 4 trừ căn bậc 3 của 5 trừ x bằng 1. Nếu áp dụng phương pháp mà chuyển vế rồi lập phương hai vế thì ta sẽ được các biểu thức rất là cồng kềnh. Bài toán này ta sẽ sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ tương tự như bài trước. Đặt căn bậc 3 của x cộng 4 bằng A, căn bậc 3 của 5 trừ x bằng B. Các em chú ý đây đều là các căn thức bậc lẻ, cho nên là ta không cần có điều kiện gì để các căn thức này có nghĩa. Thì khi đặt như vậy, ta có ngay là A trừ B bằng 1. Và ta lại cần tìm thêm một ràng buộc nữa của A và B để đưa về hệ hai phương trình hai ẩn. Tìm ràng buộc nữa thì tương tự như bài trước, ta lập phương cả hai vế lên. Thì ta được là gì? A mũ 3 sẽ bằng x cộng 4, B mũ 3 sẽ bằng 5 trừ x. Nếu mà ta cộng A mũ 3 và B mũ 3 với nhau thì x sẽ triệt tiêu.
Đó, mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để đó để mất đi x. Thì như vậy ta được là a mũ 3 cộng b mũ 3 bằng 9. Vậy thì ta đã được hệ hai phương trình hai ẩn là a trừ b bằng 1, a mũ 3 cộng b mũ 3 bằng 9. Ta lại sử dụng phép thế. A sẽ bằng b cộng 1. Như vậy thì b cộng 1 mũ 3 cộng b mũ 3 bằng 9. Phá ngoặc biểu thức này, ta được một phương trình bậc 3 của b, nó là gì? 2b mũ 3 cộng 3b bình phương cộng 3b trừ 8 bằng 0. Thì ta đoán nghiệm phương trình này có thể sử dụng máy tính cầm tay như thầy đã giới thiệu. Hoặc ta nhẩm được ngay 2 cộng 3 cộng 3 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. Tổng các hệ số bằng 0 cho nên nó luôn có nghiệm b bằng 1. Hay là phân tích thành nhân tử, nó luôn có nhân tử là b trừ 1. Và phân tích được thành nhân tử ta có là b trừ 1 nhân với 2b bình cộng 5b cộng 8 bằng 0. Biểu thức này ta lại nhận xét nó luôn lớn không với mọi b, cho nên là phương trình này nó chỉ có nghiệm là b bằng 1 thôi. B bằng 1 tức là căn bậc 3 của 5 chia x bằng 1. Như vậy thì x phải bằng 4. Đó, ta đã thấy được tác dụng của việc đặt ẩn phụ kiểu như thế này. Phương pháp này nó rất hiệu quả cho các bài toán tổng hay là hiệu căn thức như thế này. Thậm chí các căn thức ở đây có thể không phải là các căn thức đồng bậc. Ví dụ như là căn bậc 3 của biểu thức fx nào đó cộng với căn bậc 2 của một biểu thức gx nào đó và bằng một số k nào đó chẳng hạn, thì ta lại đặt ẩn phụ và ta lại đưa về hệ hai phương trình hai ẩn như thế này, sử dụng phép thế để giải các hệ này.